Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, thông tin về một chàng trai chết não đã hiến tạng để hồi sinh 5 cuộc đời khác đã viết nên một câu chuyện nhân văn khiến nhiều người xúc động. Trong đó, quả tim của anh đã vượt một hành trình dài từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Và theo thông tin từ các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nhận được trái tim hiến tặng, bệnh nhân 37 tuổi, ngụ ở Gia Lai, hồi phục nhanh hơn những mục tiêu bác sĩ đề ra. Sau 5 ngày phẫu thuật, người đàn ông được ghép tim từ trái tim hiến tặng có thể đứng thẳng, tự ăn cháo, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Hiện bệnh nhân được chăm sóc hậu phẫu tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ ngày xuất viện. Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim từ năm 2021, khi đó chức năng co bóp của cơ tim chỉ còn 18%. Sau quá trình điều trị, tình trạng khó thở của anh được cải thiện và anh đã đăng ký vào danh sách chờ ghép tim. Bất ngờ, vào 12 giờ ngày 24 tháng 8, anh và gia đình nhận được thông báo chuẩn bị nhập viện để ghép tim. Ý nghĩa cao đẹp của sự trao tặng ấy đã lan tỏa niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt cho nhiều người mắc bệnh tim hiểm nghèo khác.